Đoạn video đầy kịch tính ghi lại khoảnh khắc Hải quân Ấn Độ giải cứu thủy thủ đoàn của tàu chở hàng True Confident bị tấn công trên Biển Đỏ. Đoạn clip dài 1 phút cho thấy một thường dân được đưa lên trực thăng, sau đó trực thăng đáp xuống tàu khu trục của Hải quân Ấn Độ. Thủy thủ đoàn True Confident được sơ tán bằng bè cứu sinh sau khi con tàu này trúng tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi vào sáng 6 tháng 3. Hải quân Ấn Độ đã đưa những người sống sót đến Djibouti. Những người bị thương được đưa đến bệnh viện địa phương, theo Express. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, True Confident đang ở vịnh Aden, ngoài khơi Yemen. Khu vực này đối diện rủi ro gia tăng kể từ tháng 11 năm 2023, khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu chiến dịch tấn công tàu thương mại có liên quan đến Israel, Mỹ hoặc Anh để phản ứng với hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Cuộc tấn công hôm 6 tháng 3 đánh dấu một bước leo thang nguy hiểm bởi đây là lần đầu tiên dân thường thiệt mạng vì chiến dịch nêu trên của Houthi. Chủ sở hữu tàu True Confident cho biết ngày 7 tháng 3 rằng một thành viên thủy thủ đoàn người Việt Nam và hai người Philippines đã thiệt mạng. Hai thủy thủ người Philippines khác bị thương nặng. Tất cả thành viên trên con tàu đã được đưa đến Djibouti. Theo Reuters, tàu True Confident thuộc sở hữu của công ty True Confident Shipping SA được đăng ký tại Liberia. Tuy nhiên, con tàu này được điều hành bởi công ty Third Century Maritime có trụ sở tại Hy Lạp. Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi công ty True Confident mua tàu True Confident từ công ty Oaktree Capital của Mỹ. Tàu True Confident hiện không có bất cứ mối liên hệ nào với bất kỳ thực thể nào của Mỹ, hai công ty nêu trên cho biết. Houthi dường như nghĩ rằng True Confident vẫn thuộc sở hữu của công ty Oaktree Capital bởi khi nhận trách nhiệm tấn công, nhóm này gọi True Confident là tàu Mỹ.